À, xong chuyến đi mà xuống tham quan cái hầm đất sét đó thì cả nhà mình và ý nghĩa của anh Lâm nhìn nhận nó như thế nào? Tôi phải nói rằng là mình sống ở xa quê hương, còn cái đường hầm điêu khắc này đây là lần đầu tiên mình được anh Chỉnh giới thiệu và đưa đến ghé thăm. Thì cái điểm đầu tiên đó là mình vừa mới bước chân vào thôi là mình thấy một cái con rồng. Mà con rồng là biểu tượng của Việt Nam, nước Việt Nam mình. Thì họ điêu khắc cái con rồng đó là mình rất là hài lòng. Con rồng rất là đẹp, mà con rồng nó đang phun nước. Thì càng đi sâu vào trong đó mình phát giác những kiến trúc, những cái tư tưởng, cái hình ảnh mà những cái người kiến trúc sư ở Việt Nam mình đó họ điêu khắc. Mình thật tình là mình rất là khâm phục. Họ có những đầu óc họ rất là phong phú. Thì càng đi sâu vào trong nữa thì mình lại thấy một cái thành phố của khỉ ở trên núi. Mình thấy rất là ngạc nhiên. Mà càng đi sâu vào trong mình phát giác nhiều cái rất là đẹp. Nhưng mà mình hình ảnh thì mình cứ đã thâu rồi. Thì nếu mà các bạn có xem á, thì hy vọng mà những cái người bạn nào ở nước ngoài khi trở về Việt Nam đó thì cũng có dịp đi lên Đà Lạt và sẽ đi thăm cái đường hầm điêu khắc này để biết. Thì cuối cùng thì mình kết luận chỉ một câu: tuyệt vời, rất đẹp. Và mình chuyến đi này mình rất là hài lòng. Cảm ơn anh Chỉnh thật nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Sau khi ghé đường hầm điêu khắc thì bây giờ là mình sẽ ghé thiền viện Trúc Lâm. Nếu mà mình vừa mới hỏi anh thì anh nói nếu mà không ghé thiền viện Trúc Lâm tức là chưa biết rõ về địa Đà Lạt lắm. Chỉ là mình ghé đường hầm đất sét này chỉ là một phần thôi, một phần nhỏ của Đà Lạt thôi. Chứ còn thiền viện Trúc Lâm đó mới là cây chính. Vậy bây giờ mời mọi người theo chân mình tiếp tục để tham quan thiền viện Trúc Lâm như thế nào. Sau ít phút chạy xe dài khỏi đường hầm đất sét thì mình đã đến thiền viện Trúc Lâm. Bây giờ xin các bạn theo chân mình tham quan những cái cảnh ở thiền viện Trúc Lâm. Đường lên thiền viện Trúc Lâm, mình không biết từ dưới đất mà đi lên trên nơi Phật tổ trụ trì đó, tức là lên trên chính điện là bao nhiêu bức, là bao nhiêu bậc cầu thang, đế mà cũng khó lắm. Mình đi cũng đâu bao nhiêu bậc cầu thang đâu mà mình thấy là mình đến chùa rồi đây nè. Thiền viện Trúc Lâm. Đây là cái sơ đồ lên thiền viện Trúc Lâm. Khu này là khu ngoại viện. Theo cái sơ đồ mình mới vừa quay đó thì khu cổng số 1. Thì đi qua cổng số 1 thì mình sẽ đi vào chánh điện. À, bên tay phải mình là chánh điện đây này. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trước chánh điện đây. Hôm nay mình đi lên thiền viện Trúc Lâm, mình tới chánh điện, mình thấy du khách cũng không có được đông cho lắm. Như vậy cũng tiện, càng vắng thì mình đi nó thoải mái hơn. Trước cửa chánh điện mình quay một vòng 180 độ cho các bạn xem. Mình thấy ở cái khuôn viên trước chánh điện thì họ xây cất rất là rộng rãi. Cảnh quan thì mình thấy rất là đẹp. Cảnh thiền viện Trúc Lâm rất là đẹp. Phía dưới chánh điện mình nhìn xa xa là mình thấy cái tòa nhà nó có cái hình bầu dục màu vàng đó. Mình sẽ đi lên trên đó mình xem cái cảnh ở đó có đẹp hay không.
Theo sự nhận xét của mình đó, thiền viện Trúc Lâm này rất là lớn. Họ chia ra rất là nhiều khu vực. Nãy á, hồi nãy là mình đi vào chánh điện, mình lễ Phật rồi. Thì bây giờ mình đi qua một cái khu vực khác. Ở đây mình thấy họ phân chia khu vực rất là rõ ràng nha. Họ trồng rất là nhiều hoa. Cây cảnh thì họ phối hợp rất là hài hòa. Này, rất là đẹp. Đây là cái tòa nhà phòng khách, chắc để dành cho du khách thập phương đến đây có thể nghỉ ngơi lại. Và ở đây mình đến gần cái tòa nhà, cái nóc nhà tròn vàng vàng á, tức là họ sơn son thép vàng đây, giống cái dạng như là của người Hồi giáo á. Nhưng mà rất lấy làm tiếc, họ không có cho du khách vào tham quan cái khu vực này. Xin lỗi nha. Mời các bạn đi theo chân mình sâu vào trong hướng bên trong đằng sau lưng của cái thiền viện Trúc Lâm, tức là phía sau lưng của chánh điện. Trường hợp mình đi mà mình quay như vậy mà có bị rung hay lắc, mọi người thông cảm nha. Lý do đường ở đây vừa đi vừa quay cũng phải chú ý ở bên dưới, thôi là vấp té chết luôn đó. Ở bên trong đây rất là yên tĩnh. Hôm nay cũng là ngày thứ tư nên du khách cũng không nhiều cho lắm. Thỉnh thoảng mình nghe cái tiếng kinh kệ với lại tiếng chuông của nhà chùa gõ. Đến đây mình có cảm giác là thư thái nhẹ nhàng lắm, không còn vướng bận gì cuộc sống nhiều nữa. Ở bên tay phải mình trước mặt đó, đây là thư viện của nhà chùa. Ở đây mình thấy có tạc cái một vị tu sĩ hay như thế nào đó, mình không biết tên của vị tu sĩ này. Đây là cái hình tượng của một vị La Hán. Thì trước mặt mình đây là cái cây bồ đề đây. Cái lá hình tròn tròn đó, đầu nhọn. Đây là cái điện cuối cùng của cái khu vực của chùa thiền viện. Đây là cái điện cuối cùng mà mình thấy trước mặt mình là thờ sư tổ La Hán gì đó. Với lại mình thấy có cái hình ảnh của cái người trụ trì mất ở đây. Còn cái tòa nhà bên đây á, để chứa đựng văn hóa phẩm Phật giáo, nơi mà cất giữ những cái phẩm vật và những cái lời hay ý đẹp, cũng như là về văn hóa phẩm nói chung của Phật giáo. Bây giờ mình đi ra phía ngoài chính điện nha. Bên tay trái mình lại thấy một
một cái điện khác nữa. Đây là gọi Tham Vấn Đường. Tham Vấn Đường. Đây là cái ngôi nhà mà tất cả những Phật tử ai có vấn đề gì đến đây là tham khảo, cũng như là hỏi han những cái điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Bên hông mình đây trước mặt là cái chánh điện. Đây trước mặt mình là chánh điện nha. Bây giờ mình xin tạm biệt Thiền Viện Trúc Lâm. Trước khi mình rời cái Thiền Viện Trúc Lâm này đó, thì mình quay cái tháp chuông. Nơi đây là cái tháp chuông của cái Đại Hồng Trung đây. Khi mà gõ một tiếng chuông, tức là cả cái khu vực này đều nghe. Mình nghĩ lại những cái hình ảnh gần nhất của cái Đại Hồng Trung ở Thiền Viện Trúc Lâm. Bây giờ mình chở ra xe. Hồi nãy mình vào đường này, bây giờ mình cũng ra bằng con đường này. Ở đây mình thấy có rất nhiều cây bonsai, dạng như cây bồ đề vậy á. Đây là lối mình đi trở lại ra cổng trước của Thiền Viện Trúc Lâm. Mình thấy cái cửa đi lên cái Thiền Viện Trúc Lâm này theo bậc thang mình đoán chừng khoảng chừng 100 bậc trở lại thôi, không có nhiều lắm. Coi như là mình chấm dứt đi thăm viếng Thiền Viện Trúc Lâm. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip này ở đây và mến chúc các bạn có một ngày thật thư giãn, vui vẻ, khỏe trong cuộc sống hiện tại. Bây giờ mọi người lên xe đi đâu nữa mình chưa biết. Bây giờ mình vô mình tham vấn hỏi mấy cái người ở trên xe nhá. Mình cũng không biết nói như thế nào. Trước khi mình đi lên Đà Lạt á, thì những cái người quen và những cái người mình thân của mình ở Sài Gòn nói á, mùa này ở Đà Lạt là chỉ có mưa thôi. Nhưng mà mình được cái may mắn là khi đến đây từ hôm qua đến giờ, phải nói kể từ 5 giờ chiều ngày hôm qua cho đến bây giờ, trời rất là đẹp, mát chứ không có nắng nóng như ở Nha Trang. Rồi mình được đi tham quan ở Thiền Viện Trúc Lâm này, ở một cái ngôi chùa mình thấy rất là đẹp, khang trang. Những cái điện của họ xây tức là rất là chỉnh chu và rất là nghiêm trang. Là nơi thờ tự chánh điện hoặc những cái điện khác ở chung quanh chánh điện thì mình thấy là họ sắp xếp đâu vào đó. Từ cái điện tham vấn rồi đến cái thư viện điện thì mình thấy là rất là ngăn nắp. Và cái khung cảnh ở chung quanh chùa phải nói là rất đẹp, phối hợp với lại những cây cảnh, những cây bonsai rồi những cái loại cây hoa. Nói chung ra là khi mình đến Đà Lạt rồi mình thăm cái Thiền Viện Trúc Lâm cái thứ hai này, mình rất là hài lòng. Cảm ơn anh Trình rất là nhiều. Bóng 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 vậy nè. Phải gợi nhớ lại cái khung nhà nào thì đó. Ai nhớ đâu. Em thì chồng nó đem. Nghĩ là phải nhắc á, nó nằm cái là tự nhớ à. Nói chung sau cái hậu Covid đó, nó cũng giảm bớt. Em đừng có đổ lỗi Covid. Ủa em có bị Covid không? Không, em trời ơi em không được. Không bị Covid sao gọi là hậu Covid? Cái hậu là chích 3 mũi á. Ủa sao chích 3 mũi bị hậu Covid? Yeah, chích 3 mũi nhiều người bị lắm chị. Ở đây có lẩu gà cà lá é gì thì đúng rồi, đường này là lẩu gà lá é vậy đặt. Hôm qua Lâm chị nhớ không, lúc chị mặc bộ về đó. Đầu tiên một khách sạn nào ta? Cái sạn trống ốc á, cái sạn trống mà đẹp đẹp đó. Cái khúc đường đó. Đây là
nhiều mà lắm. Chỗ nào không có mình ăn đông tí, chỗ có mình ăn. Nó ngày xưa nó là nhà thờ con gà đó, à, nhà thờ con gà trước mặt của Palace. Sau này thì nó mới có con đường này, con đường chính của nó đi vô là Palace, nhà thờ con gà, bưu điện thành phố. À. Như vậy nó nằm ngay cái vòng xoay chính rồi. Trên này nó nằm ở trên này, con gà gặp bưu điện của trung tâm Đà Lạt. Còn cái mặt này là phía sau mặt của Palace. Sau này Palace mới mở cái mặt này là cửa sau của Palace. Quá. Nó sẽ mù vũ đó em. Dạ. Dư sức ở mình mà. Không ở mà mình thích quay vậy đó. Không, vô đi ăn. À, vô đây phải cái tiệm mà nói là nhiều đồ mà Mai nói năm ngoái mày ăn phải không? Không giờ mẹ giờ là chắc không còn đâu, không hy vọng đâu. Là chỗ này hôm bữa này mình đúng vô rồi, này. Đúng rồi. Không biết bây giờ nó như thế nào. Nhưng mà không hy vọng là có mồi đâu. À, vâng, cứ luôn. Nó đi làm hết rồi hôm qua, nó sẽ chiều. Đi đừng có đông người một. Mà đến chiều người ta nói biết nó hiện bây giờ khi qua dịch là nó như thế nào cũng hồi đó người ta không ngại biết. Trong cái chị đi kín á, nó chỉ có mấy cái cửa thông gió ngoài thôi. Tức là họ thích đi shopping rồi này kia trong đó luôn. Nước đang lên này. Bây giờ mình xin tạm dừng cái clip này ở đây. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Em biết mấy chỗ này chứ chưa bao giờ em biết cái tên được. Em không có để ý tên được. Quán chung.